Thưa quý vị và các bạn, bệnh thủy đậu hay còn gọi là trái rạ thường xảy ra từ tháng 2 cho đến tháng 6 trong năm. Và việc chủ động phòng tránh căn bệnh này như thế nào là điều mà các bậc phụ huynh nên quan tâm. Và trong mùa thủy đậu thì việc phòng tránh bệnh cũng như là điều trị bệnh cho con em mình tại nhà như thế nào. Tất cả thông tin này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh thủy đậu do một loại siêu vi mang tên Varicella zoster virus gây nên. Thủy đậu là một bệnh rất dễ lây truyền. Khi một người mang siêu vi thủy đậu nói, hắt hơi, nhảy mũi hoặc ho, thì các siêu vi đó theo nước bọt, nước mũi bắn ra ngoài tan thành bụi. Người khác hít phải bụi đó sẽ lây bệnh ngay. Bệnh cũng lây lan qua sự đụng chạm đến ban ngứa từ người bị thủy đậu, qua tiếp xúc đến quần áo hoặc vải trải giường bị ô nhiễm bởi chất dịch từ ban ngứa hoặc từ miệng hay mũi của người bị bệnh. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, khi mà trẻ bị mắc bệnh thủy đậu thì mọi người thường hay có cái lời khuyên là nên kiêng gió kiêng nước. Vậy thì theo bác sĩ như vậy là có đúng hay không ạ? Bệnh thủy đậu là một cái bệnh nó có rất là nhiều bóng nước nổi trên da của trẻ. Việc vệ sinh tắm rửa cho trẻ là rất là quan trọng, tại vì nó ngăn ngừa nhiễm trùng cái bóng nước. Thành ra nếu mà kiêng nước kiêng gió đó là một quan niệm sai lầm, không nên làm như thế. Mà mình phải vẫn tắm rửa cho trẻ bình thường. Rồi mình sau khi tắm rửa xong thì bác sĩ sẽ cho một cái loại thuốc sát trùng da để chấm lên các cái nốt đậu, để cho phòng ngừa nhiễm trùng những cái nốt đậu đó. Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà trẻ bị bệnh thủy đậu thì các bậc phụ huynh nên chăm sóc trẻ tại nhà như thế nào ạ? Đối với những cái trẻ mắc thủy đậu mà chăm sóc tại nhà đó thì thứ nhất là về phần ăn uống thì mình sẽ cho trẻ ăn những thức ăn lỏng, dễ tiêu và mát. Tại vì thông thường những trẻ bị thủy đậu thì cũng sẽ lét trong miệng, thì sẽ rất là đau miệng và khó ăn. Thành ra mình sẽ ăn những thức ăn lỏng, mát, dễ tiêu. Thứ hai là việc tắm rửa cho trẻ là mình vẫn tắm rửa bình thường, tắm rửa sạch sẽ ha. Và sau đó thì xức những cái thuốc sát trùng lên những cái nốt đậu của bé. Ngoài ra đó thì những cái nốt thủy đậu thì nó làm cho trẻ rất là ngứa ngáy khó chịu và trẻ có khuynh hướng sẽ gãi. Và khi trẻ gãi thì trẻ sẽ làm nhiễm trùng những cái nốt thủy đậu đó. Thì để hạn chế cái việc gãi của bé đó thì mình có thể cắt móng tay bé ngắn lại, rồi mình đeo găng tay cho bé. Hoặc là mình có thể những cái chỗ mà nốt đậu nếu mà nó ngứa quá đó thì mình có thể dùng một cái những cái loại gel mà sức mà có chứa kẽm đó, thì nó cũng có thể làm cho giảm nó ngứa. Ngoài ra thì khi mà ngứa quá thì cũng đừng có nên gãi, mình có thể vỗ nhẹ nhẹ hoặc xoa xoa nhẹ nhẹ thôi, chứ mình đừng có để cho trẻ gãi nó nhiễm trùng cái vết thủy đậu. Và ngoài ra cái khi mà gãi đó thì nó sẽ để lại sẹo. Cái điều quan trọng nữa là khi mà chăm sóc trẻ tại nhà đó thì mình phải theo dõi, chú ý những cái biến chứng của thủy đậu. Khi mà mình phát hiện có những dấu hiệu biến chứng đó, mình phải đem trẻ đến bệnh viện ngay. Khi đó trẻ cần phải nhập viện. Thưa bác sĩ, vậy thì đâu là những biến chứng nguy hiểm của bệnh thủy đậu ạ? Thì những biến chứng của bệnh thủy đậu là gì? Thứ nhất là biến chứng nhiễm trùng da. Nhiễm trùng da là sao? Là những cái nốt đậu đó bây giờ nó có mủ và nó đỏ, nó tấy lên. Và cái vùng đỏ tấy xung quanh cái nốt đậu nó lan ra và trẻ sẽ rất là đau. Thì như vậy là nhiễm trùng da. Nếu mà nhiễm trùng da mà nặng có thể dẫn tới nhiễm trùng máu. Biến chứng có thể gặp thứ hai là biến chứng viêm phổi. Biến chứng viêm phổi là bé sẽ có ho và thở nhanh, thở mệt. Thì như vậy là mình phải đem bé đi bệnh viện. Biến chứng thứ ba có thể là biến chứng về não, tức là biến chứng viêm não màng não. Thì trẻ có thể biểu hiện là co giật, hôn mê. Rồi biến chứng thứ tư có thể là biến chứng về gan, có thể bị viêm gan chẳng hạn. Trẻ có thể bị vàng da, bụng to, ói mửa nhiều. Thưa bác sĩ, vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có những lưu ý gì trong việc phòng ngừa bệnh thủy đậu cho trẻ? Rất may là thủy đậu là một cái bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Cái lịch chích ngừa thủy đậu thông thường là cái mũi thủy đậu đầu tiên sẽ chích vào lúc 12 đến 15 tháng tuổi. Và cái liều thứ hai là sẽ chích vào lúc từ 4 đến 6 tuổi. Tuy nhiên nếu mà cái liều thứ hai bé mà có chích trước 4 tuổi thì cũng được, miễn là cái liều thứ hai này nó phải sau cái liều thứ nhất ít nhất là 3 tháng trở lên thì vẫn có thể hiệu quả. Thành ra do đó là mình những cái biện pháp vệ sinh thông thường, thứ nhất là quan trọng nhất là rửa tay. Phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, rồi rửa đồ chơi sạch sẽ. Bố mẹ đi làm về cũng phải rửa tay sạch mới chơi với trẻ. Và không cho trẻ tiếp xúc với trẻ bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hy vọng là qua những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị và các bạn đã biết cách chăm sóc và điều trị bệnh thủy đậu cho con em mình tại nhà. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại.
Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình Dương đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.